Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ hình dáng công chúa và hoàng tử. Chúng ta cùng xem mặt sau nào. Bây giờ mình sẽ gỡ ni lông ra giới thiệu cho các bạn bộ sticker này nhé. Trong bộ sticker này gồm có một chàng hoàng tử và hai nàng công chúa. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Chúng ta sẽ tách hai nàng công chúa ra trước. Đầu tiên là nàng công chúa có mái tóc màu xanh. Nàng khoác trên mình một bộ bikini màu vàng. Nàng công chúa thứ hai có một mái tóc màu vàng và khoác trên mình một bộ bikini màu xanh. Nhìn hai nàng công chúa của chúng ta như hai chị em sinh đôi vậy. Tiếp theo là chàng hoàng tử của chúng ta. Chàng hoàng tử có một mái tóc màu nâu, mặc một chiếc áo cộc màu hồng và một chiếc quần sóc kẻ màu xanh. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt thay trang phục cho hai nàng công chúa và chàng hoàng tử của chúng ta nhé. Mình sẽ lựa chọn chiếc váy xinh đẹp bồng bềnh này cho nàng công chúa có mái tóc màu vàng. Chiếc váy của chúng ta là một chiếc váy màu hồng, có đính hai chiếc nơ hai bên. Wow, nhưng dường như là chiếc váy hơi bị dài phải không nào? Chúng ta không còn nhìn thấy chân, thấy dáng của nàng công chúa tóc vàng nữa. Tiếp theo, đeo cho nàng một đôi khuyên tai màu tím. Phía dưới có hình bông hoa hồng nhé. Đừng quên bấm đăng ký và nhấn chuông để đón chờ những video mới nhất từ Châu Chi TV nhé. Cài cho nàng một chiếc cặp hình ba bông hoa. Tiếp theo là nàng công chúa có mái tóc màu xanh. Ta cũng sẽ mặc cho nàng một chiếc váy công chúa. Chiếc váy này cũng dài đến tận chân rồi. Một chiếc váy màu hồng rất xinh, có điểm màu xanh. Đừng quên cài cho nàng một chiếc vòng hoa. Tiếp theo là đến chàng hoàng tử của chúng ta. Chàng hoàng tử của chúng ta có tới 3 bộ trang phục để thay. Đầu tiên mình sẽ cho chàng hoàng tử mặc một bộ vest màu trắng, có điểm màu tím. Trên cầu vai còn có hai đôi cánh nho nhỏ xinh xinh. Ôi, nhìn là chiếc quần này không hợp với chàng hoàng tử rồi. Dường như những bộ quần áo này đều rộng hơn hoặc chật hơn so với các nàng công chúa và chàng hoàng tử phải không nào? Nhìn rất buồn cười. Mình sẽ thay trang phục khác cho chàng hoàng tử nhé. Đó là một bộ vest màu trắng, có một chiếc áo choàng màu hồng. Thật là đẹp. Bên trên còn có một chiếc huy hiệu nữa này. Chà chà, đôi giày của chàng hoàng tử của chúng ta dài gần bằng chân rồi các bạn ạ. Nhìn buồn cười quá thôi. Hoàng tử đang cầm một chiếc quyền trượng, nhìn oai phong chưa kìa. Chúng ta sẽ dán thêm những phụ kiện vào nào. Một chiếc bánh gato, một chiếc chìa khóa. Nàng công chúa của chúng ta tay cầm một chiếc ô nè. Một chiếc huy hiệu hình trái tim. Lại còn có cả kem nữa. Một bó hoa rất là to. Lại còn có cả kẹo mút nữa này. Một chai nước cam nữa các bạn ơi. Một chiếc bánh gato 3 tầng. Có màu hồng rất là đẹp. Có rất là nhiều sticker nhỏ nhỏ xinh xinh để chúng ta trang trí thêm cho bức tranh. À, tuy nhiên những sticker này lắm nó chẳng liên quan gì tới trang phục của các nàng công chúa phải không nào? Hãy thả tim cho hai nàng công chúa và chàng hoàng tử của chúng ta các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thay trang phục cho các nàng công chúa và chàng hoàng tử. Wow, wow, một chiếc váy màu hồng cánh sen đẹp chưa kìa. Rất tiếc trong bộ sticker này không có đôi giày nào hết. Chúng ta thay cho các nàng công chúa. Đính trên đầu một chiếc nơ màu hồng. Nhìn nàng công chúa của chúng ta rất xinh rồi.
Tiếp theo là nàng công chúa có mái tóc vàng. Chúng ta sẽ thay cho nàng trang phục nào đây? Các bạn ơi, trong bộ sticker này có rất nhiều trang phục của các nàng công chúa. Các bạn có thể thoải mái để lựa chọn các trang phục thay cho các nàng công chúa nhé. Tiếp theo là một chiếc váy màu hồng, phía trên có màu trắng, bên dưới còn có màu xanh, làm cho chiếc váy trở nên lộng lẫy. Trên đầu nàng công chúa của chúng ta đội một chiếc mũ nhìn xinh chưa kìa. Nàng ấy còn cầm một chiếc gươm nữa nhé. Tiếp theo là đến thay trang phục cho chàng hoàng tử. Chàng hoàng tử của chúng ta sẽ mặc một bộ vest, một chiếc áo vest màu xanh. Trên áo vest còn có đính một bông hoa màu hồng. Trên cổ còn có một chiếc nơ màu xanh nữa nhé. Phía dưới chàng mặc một chiếc quần màu hồng nè, đi một đôi giày màu xanh. Nhìn chàng hoàng tử của chúng ta thật là oai phong phải không nào? Đừng quên thả tim cho các nàng công chúa và hoàng tử nhé. Còn rất là nhiều váy nữa nè các bạn ơi. Mình sẽ tiếp tục thay cho hai nàng công chúa và chàng hoàng tử của chúng ta nhé. Một chiếc váy màu trắng xanh, phía trên còn có hình bông hoa cúc, rất hợp với mái tóc của nàng. Đính cho nàng một chiếc kẹp tóc hình bông hoa, trông nàng công chúa của chúng ta thật nổi bật phải không nào? Nàng công chúa có mái tóc vàng sẽ mặc một bộ váy dời, phía trên là một chiếc áo màu hồng cánh sen, còn phía dưới là một chiếc váy ngắn có rất nhiều màu. Màu hồng nè, màu vàng nè, màu xanh nè. Trên đầu thì đính một chiếc nơ hình bướm nè. Một chiếc cỏ ba lá này. Ngoài ra còn rất nhiều váy nữa các bạn ơi, mình sẽ đính thêm ở đây. Chúng ta có thể tiếp tục dùng những chiếc váy này để thay trang phục cho các nàng công chúa và hoàng tử của chúng ta nhé. Còn rất nhiều phụ kiện xinh xinh nữa này. Các bạn ơi, trong hai nàng công chúa, các bạn thích nàng công chúa nào hơn? Các bạn đoán xem chàng hoàng tử của chúng ta sẽ khiêu vũ với nàng công chúa nào trước? Hãy để lại bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Còn rất nhiều sticker, chúng ta sẽ dán trang trí thêm cho bức tranh nào. Cùng ngắm lại một lần nữa hai nàng công chúa và chàng hoàng tử của chúng ta nào. Các bạn ơi, video dán sticker công chúa và hoàng tử đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.